Như. Thưa má không mới về. Bộ có chuyện gì nữa hay sao vậy? Sao mặt hai người hình sự quá vậy? Như, có chuyện gì hả? Ngày mai á, anh hai đưa bà Hiền lên Sài Gòn chơi đó chị. Em nói cái gì? Đi chơi hả? Ừ. Chuyện sao vậy má? Thì má phản đối, mà anh hai có chịu thua đâu. Cái kiểu này là chắc tính né việc nhà nè. Bởi vậy, có chồng binh vực có khác, không biết sợ trời sợ đất là gì hết. Nè, hai đứa đừng có nói nữa. Má đang tức muốn bể ngực đây nè. Sinh con ra mà nó ngu, nó dại, u mê vậy, hỏi có tức không? Thôi má, má đừng giận. Má giận không có tốt cho sức khỏe đó. Chắc chắn là phải có cái cách gì để trị con nhỏ này chứ. Chứ không thôi để nó tác quái tác quái, nó coi thường má như vậy còn chịu không có nổi đâu. Ừ đúng rồi, sao mà chịu thua nó được chứ. Ừ. Nè, ngày mai nó tính đi lên Sài Gòn rồi đó. Thấy ghê không? Muốn đi là đi liền hả? Bởi vậy mới nói. Em nghe còn tức nữa không chị má? Ba tính mở rộng bè cá tới đâu ba? Ra tới đằng kia. Hay, mua luôn hai cây bè rồi mở rộng về phía cầu một chút. Nhưng mà chắc phải năm sau, chứ giờ mình chưa đủ vốn. Vậy để con cố gắng làm rồi phụ vốn với ba nha. Thôi, con cứ lo thiệt tốt cho cuộc sống vợ chồng con là ba mừng lắm rồi. Ủa, chứ không phải mai mốt mấy cái bè cá này là của con hết hả ba? Thôi, cứ lo bằng việc của con đi. Ba còn khỏe lắm, ba đủ sức quản lý cái bè cá này thêm vài năm nữa mà. Hơn nữa, kỳ vọng của ba là ba muốn mở cho con một cái công ty vận tải đường biển, chứ không có mong con về nuôi cá đâu. Dạ đúng rồi đó ba. Đó cũng là mơ ước của con từ lâu rồi đó. Mai con tính đưa vợ lên Sài Gòn chơi thì cứ việc đi đi. Dạ. Việc nhà thật ra đâu có gì. Tánh ma con bà thích làm quan trọng vậy đó. Trời ơi má la quá trời. Làm con cũng không. Con qua biết tính ma con rồi. Xong hồi nào tới giờ bà biết chứ. Ma mày bị cái độc miệng vậy thôi, chứ không có ác tâm. Dạ con biết rồi ba. Thôi để con về chuẩn bị đồ. Ngày mai tụi con đi sớm. Con phải quan tâm đến vợ con nhiều hơn. Chứ con đi tàu biển biệt, vợ con còn trẻ, tánh má mày lại khó khăn, chắc nó buồn lắm đó. Ba cũng biết vậy nữa hả ba? Lồ lộ trước mắt sao mà không thấy? Chắc tao đuôi à. Rang làm cho vợ con an tâm hạnh phúc nghe. Ba thì để lỡ mất hạnh phúc rồi, giờ có hối cũng vô ích. Ba vừa nói gì vậy ba? Không. Thôi đi về thu xếp đồ đạc rồi đi đi. Ba ở lại dặn tụi nó làm thêm đồ ăn dinh dưỡng cho cá. Dạ. Vậy con ha. Vậy mới nói á, bước chân vô nhà này là sung sướng quá rồi. Đúng là chuột sa hũ nếp mà. Mai được lên Sài Gòn rồi ha. Cẩn thận coi chừng lạc đường á. Đường Sài Gòn không có giống như đường dưới quê này đâu. Thôi mà cho nó đi luôn đi, khỏi về càng tốt. Bạn anh hai á, toàn là người học cao. Ừ. Con nhà quyền thế trên thành phố không à. Bởi quê mùa lơ ngơ lóng ngóng, sao biết nói chuyện với người ta. Bởi chị, em lo anh hai em bị người ta khinh thường là chết luôn đó chị. Chính xác. Trời đất ơi, bây giờ còn dở cái chiêu cầm điếc nữa. Trời ơi,
Ghê gớm thiệt. Con nhỏ này nó coi thường tụi mình ghê ha. Tức không? Sôi máu không? Giờ tính xử nó làm sao chị? Không lẽ cục tức nó cứ ứ trong người mình đó, rồi mình ngưng thở làm sao? Bảo đảm nó không lết lên Sài Gòn được luôn. Đời buồn quá mình. Tao mà cũng có khách nữa sao bay. Đi Sài Gòn luôn. Xong chưa, xong chưa? Xong hết rồi. Bây giờ chỉ chờ con mồi sập bẫy thôi. Đây 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 đây. Tôi muốn nói chuyện chút. Dạ, có chi không má? Ai dạy cô ăn nói kiểu này hả? Đáng lẽ phải nói má có điều chi dạy bảo thì cô sang sản, có chi không má? Hồi đó giờ không có đi học hả? Dạ, con sẽ sửa. Cô xin lỗi má. Sẽ sẻ hoài à? Tôi biết cô coi là má chồng không có ra gì đâu. Dạ không có đâu má. Bây giờ tôi chỉ nói một lần thôi, mai không có đi Sài Gòn nghe chưa? Dạ con sẽ. Tôi biết ngay mà, con sẽ đó. Lời tôi nói như nước đổ lá khoai có sai không? Sẽ nói với thằng Đông chứ gì. Tại sao tôi nói không có lo nghe rồi làm theo lời của tôi, còn ý kiến lại nữa? Cô muốn nhà này vui vẻ êm thấm thì tôi nói, tôi biểu gì thì làm đúng vậy nha, không cần phải nghe ai hết. Con dâu thì phải nghe lời má chồng trước. Bộ má cô không dặn gì trước khi cô về nhà chồng sao? Nè, rót tôi miếng nước coi. Dạ. Yeah. Sao? Tôi nói vậy có gì sai không? Có gì không vừa ý nói tôi nghe thử coi. Dạ không phải vậy đâu má. Không cần thưa bẩm gì ở đây hết á. Nghe lời tôi là được rồi. Sao mà nóng quá vậy nè? Đã vậy mà còn bực mình chịu không nổi luôn à? Dạ con hiểu rồi má. Ủa da, sao đâu vậy? Ủa da, ủa da, má, má sao vậy má? Ủa da, má ơi, sao đau? Má bị làm sao vậy má? Ai da, má ngồi xuống đi. Má ơi, má có sao không má? Sao đau dữ vậy? Sao quặn dữ vậy? Cô Như ơi, cô Như. Má, má sao má ơi, má sao vậy má? Má ơi, má đừng có làm con sợ nha má. Má, má ơi, má bị sao vậy má? Má Hiền, má tôi bị sao vậy? Tôi không biết nữa, tự nhiên nói chuyện với tôi cái má bị đau bụng à. Má, má có sao không má? Má ráng lên nha má. Ôi da, nhớ
chết rồi, tự nhiên má vô phòng này chi vậy? Má. 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 Ui. Ui. Má, má ráng lên nha má. Đi má. Ui. Bệnh nhân dùng thuốc sổ quá liều. Bây giờ thì ổn rồi, không sao đâu. Tôi uống thuốc sổ hồi nào đâu bác sĩ nói vậy? Thuốc sổ dùng đúng liều sẽ tốt cho người bệnh nhân bị bệnh táo bón. Nhưng do vì dùng thuốc sổ quá liều nên gây ra hậu quả như vậy đó. Mai mốt dì nhớ uống thuốc theo đúng hướng dẫn. Nếu không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó. Dì nhớ nha. Hồi nào giờ tôi có biết mặt viên thuốc sổ là sao đâu. Bác sĩ nói tôi uống kỳ vậy ta. Má, má nằm nghỉ đi. Con về lấy ít đồ cho má. Má phải nằm trong này tới mấy ngày lận mà. Thôi cô Như về đi, để tôi ở lại lo cho má. Có gì á thì cô cứ nói với anh Đông á, đem đồ vô là được rồi, khỏi mất công chạy ra chạy vô. Tôi biết rồi, không cần chị nhắc. Dạ. Hiền. Dạ. Ba tụi bay đâu? Về chưa? Sao không thấy mặt mũi ông ghé thăm má vậy? Dạ, chồng con có gọi cho ba rồi, chắc ba về liền á. Má có muốn ăn chút gì không? Con chạy đi mua cho má nha. Hỏi coi bác sĩ người ta nói như sao. Dạ, không có sao đâu má. Mà chỉ kiêng mấy đồ ăn lạnh rồi nhiều dầu mỡ thôi. Con gái chị hả? Con nhỏ tốt nết ghê á. Lúc chị vô phòng xét nghiệm á, nhỏ nó lo lắng cho chị dữ lắm á. Vậy mà nó thấy ông đằng kia bị té, nó chạy lại nó đỡ ông lên liền á. Việc đó ai mà làm không được chứ? Không có đâu. Dễ gì có đứa tốt bụng vậy. Mà nhỏ nhà chị nó có chồng chưa? Chị hỏi chi vậy? Tôi có ba thằng con trai. Thằng nhỏ nhất cũng gần 30, thằng lớn 34. Thấy nhỏ là tôi ưng bụng rồi, nhờ chị hỏi giùm ý nó làm sao. Tôi không có rảnh. Không muốn thôi chứ. Có cần phải thể hiện hách dịch gì không? Má con mới ngủ hay gì? Mới tức thì luôn đó. Có đứa con gái như con á, thiệt là tốt phước. Con có chồng chưa? Dạ, con là con dâu của má con đây. Vậy hả? Ai dè, hèn chi. Sao má chồng con nóng tánh quá à? Mới hỏi có mấy câu. Dạ, chắc tại trong này không khí ngột ngạt quá cho nên... Cũng phải. Nhưng mà... Để chứ bộ. Hãy
Anh họ cho em nghe đi. Gì? Tôi họ hả? Ừ. Được. Họ chớ bậu qua gá nghĩa chung tình, dầu ăn cơm quán họ chớ dầu ăn cơm quán ngủ đình anh cũng cam. Nè, anh tính họ để đánh tiếng với cô nào phải không? Tôi đánh tiếng với cái người đang còn trước mặt tôi nè, cậu tôi bằng chồng đó. Trời ơi, làm gì ác dữ vậy? Có ghét tôi á thì cũng phải làm ơn cho hết đêm nay, để tôi gom hết mấy cá này nè, tôi đem về bán, mua vòng cho vợ tôi đeo. Không có dây á thì vợ tôi giận, không có thương tôi nữa là tôi bất thường mấy người đó nha. À, mình nè. Ừ? Em thấy nhà dưỡng chính đang làm thêm mấy cái bè cá nữa, chắc cần người làm dữ lắm. Hay là vợ chồng mình về đó làm nghe. Thì gì đó cũng tốt. Mai mốt có sinh con á, tụi nó được ăn học đàng hoàng, chứ không có lên đên như tụi mình. Ừ. Nhưng tánh anh thích tiêu dao, nhưng giờ không lẽ anh nên suy nghĩ cho tụi nhỏ sau này. Vậy mình về đó nghe. Em thì sao cũng được, nhưng mà em không muốn con mình cực khổ đâu. Vợ chồng mình về đó làm một thời gian, dành dụm chút vốn cho tụi nhỏ học hành, rồi lại ghe xuồng tiêu dao vậy hen. Mình xưa mình thương tôi vì tôi ca hay, mai mốt gì đó mất cứng tôi ca không được nữa, mình đừng có bỏ tôi mà đi kiếm người khác à nghe. Không hứa à nha. Tới lúc đó hả, ai ca hay hơn là thương người đó à? Ừ? Trời trời. Chà, vậy mai mốt á, ngày nào mà trăng sáng như vậy á, tôi cũng bắt mình nghe tôi ca hết, cho suốt đời á, khỏi đi thương người khác luôn. Hò chớ bậu với hoa gá nghĩa chung tình, dầu ăn cơm quán, dầu ăn cơm quán họ, dầu ăn cơm quán ngủ đình cũng cam. Dạ bàn này là của anh chị đi ạ. À. Dạ em mời chị. Dạ em mời anh chị, tất cả đã được chuẩn bị sẵn hết rồi ạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Dạ em mời anh chị ạ. Dạ chúc anh chị ngon miệng ạ.
Nè, đừng có nhìn chầm chầm hoài, con mắt bự chà bá luôn bây giờ đó. Nè, dạ. Em vẫn còn đang trên mặt đất hay là đang bay về phương nào vậy hả? Em nghĩ chuyện cổ tích thì cũng tới vậy thôi. Anh là người viết truyện cổ tích mà. Nhưng mà trong chuyện cổ tích, em có thấy đâu có ông chồng nào vừa đẹp trai vừa dễ thương như anh đâu. Uống đi em. Chúc vợ của tôi ngày càng đẹp hoài đẹp hoài. Và chúc cho tình yêu của chúng ta mãi mãi bền vững, đúng không em? Yêu anh lắm, anh có biết không? Đưa tình yêu về mây che mắt tình ta, tình yêu ơi cứ là như thế, sao tình buồn cứ mãi theo ta. Biết bao nhiêu muộn phiền để đêm trôi vào giấc mơ. Còn yêu nhau hãy tìm nhau nhé. À, anh Thiện, bạn anh Hai Khang. À, anh không nhớ rồi. Hả? Anh nhớ rồi, không ngờ lại gặp ở đây. Anh Thiện. Ủa, anh vô trước đi nghe. Anh Thiện. Chào anh có nhớ tôi không? Trời đất, anh giỡn với tôi hả? Chồng của Hiền đây mà. Cái gì chứ, người tôi đã gặp một lần á, nhất định không quên được. Ủa, dạo này anh công tác ở đâu? Tôi thì vẫn làm chỗ làm cũ thôi, bệnh viện Như Ý. Còn anh, sao, vẫn đi biển chứ hả? Nè, anh đi biển hoài không sợ ở nhà có người bắt cóc Út Hiền xinh đẹp của anh sao? Tôi dám cá với anh, không bao giờ có chuyện đó trên đời. Nhưng thiệt tình, tôi đang mong có một người nào đó trinh dụng nhỏ em gái của tôi đi giùm. Ờ ha, hôm bữa đang dở dang mới nghe anh nói nhà có một cô em gái. Chưa nghe thêm thông tin gì hết à? Con nhỏ đó hả? Nó kém tôi mấy tuổi, anh gặp là anh biết liền à. Bây giờ mà tôi nói trước á, lộ hết thú vị rồi sao, đúng không? Ờ, vậy thì nhất định tôi sẽ về nhà anh một chuyến. Không chừng lúc đó tôi có duyên là em rể của anh đó. À, tôi có hẹn với mấy bạn đồng nghiệp. Tôi xin phép đi trước nha. Để hẹn dịp sau gặp lại tôi sẽ nói chuyện nhiều hơn. Nhất định hôm nào về nhà tôi chơi nha. Điện thăm vợ chồng Hai Khang luôn. Nhất định rồi, tôi phải về thăm nhà anh chứ. Tôi còn có thêm mục đích về quê gặp em gái của anh nữa chứ. Ồ, vậy thì quá hả? Tôi đi nha cô Hiền. Dạ, chào anh. Dạ. Anh. Bộ anh tính làm mai ảnh cho cô Như thiệt hả? Thiệt chứ sao không. Bây giờ con Như nó học đòi thôi người ta, cho nên nó đổi tánh vậy thôi. Chứ lúc trước nó ngoan dữ lắm, anh rất thương nó. Ngày mai tụi mình đi tham quan Dinh Độc Lập nha, rồi đi sở thú, rồi thêm vài chỗ đẹp nữa, anh chịu không? Em thấy đi như vậy là cũng quá trời rồi. Ủa mà anh nói á, ngày mai phải làm các thủ tục nhận tàu mà. Thì cũng anh cũng cần phải có thời gian để thực hiện những cuộc vui ý nghĩa cho vợ của mình chứ, đúng không? Người ta nhìn kìa anh. Vậy bác sĩ nói tôi không có khả năng có con hả bác sĩ? Cái kết quả xét nghiệm khẳng định điều này. Khả năng có con của anh là rất thấp.
Tuy nhiên vẫn có cách. Chỉ là... Vậy có cách gì ông bác sĩ? Bác sĩ chỉ tôi với. Tôi đổi bác sĩ nhiều lắm. Tôi sẽ nói ngay với anh. Có điều phương pháp này chi phí rất cao. Dạ, vợ chồng tôi mong được có đứa con để bồng bế. Nhưng hoài mà không có được. Tôi... Lỗi lỡ do tôi. Tôi chắc là để cho cô ấy quen với người khác thôi. Bệnh của anh không hẳn là không chữa được. Chỉ có điều thời gian hơi lâu và tốn kém. Nếu dùng thuốc thường xuyên thì sẽ tăng khả năng thụ tinh được. Dạ, vậy để tôi về coi lại nha bác sĩ. Tôi thương vợ tôi quá. Tôi mong từ đó tới giờ. Thôi được rồi. Vậy anh về đi. Thấy tội ghê bác sĩ. Người thì ra vô với cái chợ để bỏ đứa con. Người thì kiếm mụn con không ra. Giống như là người ăn không hết, kẻ lần không ra đúng không? Bác sĩ cũng lo dần đi là vừa. 30 rồi chứ ít ỏi gì nữa. Kiếm một cô vợ rồi đẻ một bầy con, coi vậy mà vui lắm đó nghe. Để giống như cô. Nghe tin con mình bị bệnh là hồn vía đi đâu hết trơn. Rồi lại không làm được gì hết. Anh nói em mới nhớ, mấy hôm rày thằng nhỏ nhà em không hiểu sao nổi mụn ngứa quá trời. Triện sao cũng không hết được á. Mấy đứa nhỏ bị ngứa, dân gian người ta thường tắm bằng lá thuốc. Mình là dân Tây y, đôi khi phải công nhận dược tính của các biện pháp cổ truyền rất là hiệu quả. Em cũng nghe người ta nói y như vậy á, mà em tìm mua hoài, không có cây thuốc đó. Tội nghiệp thằng bé, nó cứ ngứa khóc ngằn ngặt cả đêm à. Để vài ngày nữa tôi về quê rồi hỏi lá thuốc đó cho cô. Dạ. Còn bây giờ á, có ra ngoài có còn bệnh nhân nào không? Kêu vô đây tôi khám luôn. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Nè, em uống đi. Lần này anh đi Singapore, Mã Lai, rồi tới Thái Lan nữa mới về lại Việt Nam. Em đừng có buồn, ở nhà ráng chăm sóc ba má giùm anh nha. Em biết rồi, em chỉ nhớ anh, chứ không có buồn gì hết. Anh đi nhớ về sức khỏe nha, đừng có lo gì ở nhà hết. Thì anh biết là em chu đáo mà. Anh chỉ lo là tánh con Như với lại con Mén làm cho em khó chịu. Nhưng thôi, kệ, ráng đi. Em là chị mà, không chấp nhận mấy chuyện nhỏ đó đâu. Bộ anh không tin em sao? Không phải, anh chỉ sợ em chịu cực. Với lại lâu lâu em phải nhớ về thăm má nha. Má ở một mình chắc buồn lắm đó. Dạ. Khi nào về em qua liền hả? Anh không phải lo nhiều cho em đâu. Yên tâm đi. Xe cũng sắp chạy rồi đó. Em lên đi. Ngủ một giấc cho khỏe. Thức dậy là tới nhà liền à. Nhé. Tính tiền chị ơi. Anh Năm ơi, có nhà không anh Năm? Hai Khang đó hả? Dạ. Qua đây ngồi đi. Dạ. Chà. Công nhận nha, anh Năm biết hưởng thụ thiệt á. Nhà sửa lại rộng rãi thoáng mát ghê á. Trời, ngồi đây mà thưởng thức ly trà thơm mới là nhất rồi. Mà thêm cái đờn nữa là bá cháy à. Tôi cũng tính mang đờn ra làm vài câu để cho nó vui nữa mà. Nhất anh Năm, sống vậy mới đáng sống chứ. Thú vui tao nhã vậy là đã rồi. Uống nước đi hai. Dạ. Trà này á, tôi được sư trụ trì ở trên Bảo Lộc á, tự tay ướp tặng đó. Chú mày uống coi có hạp không. Ngon lắm anh Năm. Ừ. Cái vị của nó thơm đậm, hậu thì ngọt thanh. Uống một hớp thôi cũng thấy đã rồi.
chú mày thích á là được rồi. À mà bữa nay á, chú mày ghé tôi có chuyện gì không? Ừ. Tôi có nghe người ta nói anh Năm đang tính cho mướn cái miếng giường ở ngoài bờ sông. Không biết anh Năm có cho người nào mướn chưa? À chưa. Cái miếng giường đó ở rìa sông tiện dữ lắm. Dạ. Thằng Hai muốn mướn á, à tôi để cho mướn à. Mà dạo này làm dữ hả mày? Tính làm giàu hả? Còn trẻ mà thì ráng làm chứ anh. Để mai mốt về già ngồi thưởng thức trà như Năm vậy nè. Ừ, được, được. Vậy tôi để lại cho chú mướn. Dạ. À, mà chú tính mướn mấy năm, trồng cây gì? Thì anh Năm cho mướn mấy năm thì tôi mướn mấy năm hả? Để tôi ra coi đất. Tôi thì tôi tính trồng rau để bỏ mối ngoài chợ. Anh Năm thấy được không? Đất đó mà trồng rau là số dách rồi. Không có đâu bằng đâu. Dạ. Mỗi năm chú chỉ cần xới lại đất, cho thêm phân vô là tốt rần rần à. Anh Năm nói như vậy là tôi an tâm rồi. Ừ. À, uống nước đi mày. Dạ. Ngoài, mày khó thở lắm không ngoài? Để con lấy thêm vài ngày thuốc nữa cho ngoài uống nha. Không sao đâu con, hôm nay đỡ hơn nhiều rồi. Ngoài đừng có tiếc tiền mà. Sức khỏe của ngoại mới là quan trọng. Tốn hết bao nhiêu tiền đâu ngoại. Thằng Hai nó đi đâu mà giờ này vẫn chưa về vậy con? Dạ con về nè ngoại ơi. Ngoại. Ngoại. Bữa nay ngoại sao rồi? Còn mệt không? Hay để ngày mai con chở ngoại vô thị xã đi bác sĩ coi làm sao nghe. Chứ ngoại có ho vậy hoài con sốt ruột quá à. Ngoại không sao hết. Bệnh người già mà cứ bệnh hoài vậy đó. Có đứa chắc ẩm bồng là hết trơn liền vậy. Ngoại này. Con đi đâu mà về trễ vậy? Dạ con qua nhà anh Năm Khương, tính hỏi mướn miếng đất của anh. À anh kiếm được ít cá lóc ngon nè, em làm món gì ăn nghe. Dạ. Ủa Điển, sao vậy con? Điển Hai. Ủa vợ con? Mày ra làm sao coi vợ mình sao vậy con? Tội ghê không? Chắc là lo chăm sóc cho ngoại quá nên nó bệnh đó. Dạ. Em sao vậy? Hả? Có cần anh đưa đi bác sĩ không? Em sao vậy? Hả? Em không có sao hết á. Ai biết đâu bị gì. Tự nhiên nghe mùi cá lên mắt ói à. Ủa kỳ hả? Ngày nào cũng mắm với cá sao hôm nay lại ói? À thôi, để ngày mai anh nghỉ làm anh đưa em đi bác sĩ nha. Thôi thôi không sao đâu, đi bác sĩ chi cho tốn tiền. Thôi để em vô làm đồ ăn, anh lo ngoại đi. Ngoại đang muốn xỉu rồi đó. Ờ vậy. Dạ, cái này của ba. À. Dạ, quà của má. Còn đây là của cô Như. Bà cảm ơn con nghe. Dạ. Chà, nghĩ sao mà tặng tôi cái này vậy trời. Nè, coi nè. Cô tính mua cái này cho má cô bận hả? Dạ không má. Hay là mua cho bà ngoại cô? Dạ không. Anh Đông, ảnh... Cô nhìn tôi chắc thấy giống mấy đứa làm công lắm hả? Nên cô mua cho tôi mấy cái loại này hả? Tâm lòng của con dâu, bà làm cái kiểu gì kỳ vậy? Vậy mới nói... Tấm lòng kiểu gì mà mua bộ đồ kiểu này? Ông coi, bộ tôi quê mùa, cục mịch tới nỗi phải bận bộ đồ này sao? Nè, cô đem về cho ngoại cô ha. Tôi không dám bận bộ đồ này đâu. Bà ăn nói thiệt. Bà không thích thì thôi. Tôi sẽ mang tặng cho người biết trân trọng ha. Ông.
Đây nữa nè. Cái màu gì mà sến dữ vậy trời? Má, chắc chỉ mua cho có đó má. Có chút thành tâm nào trong này đâu. Đó, ông nghe con Như nói không? Không phải mình tôi à nha. Con dâu ngoan hiền của ông chắc đuôi mắt thẩm mỹ rồi, hoặc mua lấy lệ cho ra rẻ thôi. Hay là chị tính á, mua đồ này về má tôi không bận, rồi chị đem về bên bển cho má chị mặc. Mà lạ, mua đồ cho má con mình á thì dở vậy đó, mà sắm đồ cho mình, trời ơi, đẹp quá vậy. Đưa đôi giày tôi coi coi. Cái này anh Đông. Thì đưa đây tôi coi coi. Có đôi giày thôi mà làm gì chị giữ khư khư vậy? Tôi mượn mang thử chứ có dành luôn của chị đâu. Làm gì giữ vậy? Không phải. Tại vì... Không phải thì đưa tôi coi thử coi. Này, lẹ lên, vô lên. Làm thấy ghê. Nè nè, má, má thấy không? Con mang đôi này hợp đẹp ha. Vậy mà xấu tính thiệt, mua cho con mấy cái thứ xấu tệ. Con, đưa má coi lại coi. Dạ. Đẹp dữ à. Hợp với con á. Con gái má có khác y chang má à. Có đôi chân hả? Đẹp gì đâu. Chị Hiền, tôi thích đôi này đó. Điện, lên nói chuyện chút coi. Mày đợi tao chút, tao vớt xong đống này tao lên liền. Ừ. Ủa, hôm nay nhà chồng cho mày rảnh rang dữ ha. Tao đi chợ ngang qua, lâu không gặp mày với anh hai. Hai người dạo này sao rồi? Cứ thường thường vậy thôi à. Hổm rày có mướn thêm mấy công đất trồng rau với nuôi thêm bầy vịt. Cũng vất vả dữ hen. Mà mày dạo này ốm quá trời vậy Điển. Ê, vất vả gì đâu, tao đang còn trẻ nên ráng mừng. Mai mốt á, về già rồi nghỉ ngơi mấy hồi. Cũng phải. Mà ngoại dạo này sao rồi? Cũng lâu quá rồi tao không qua thăm ngoại. Ngoại hổm rày cũng bệnh nhiều lắm. Chắc là do thay đổi thời tiết. Anh hai đi làm hoài, còn tao thì... Mày sao? Cũng bệnh hả? Bệnh thì nghỉ ở nhà, nghỉ ngơi đi. Đi làm chi cho khổ vậy? Vợ chồng tao cuối mùa này á, lên chức rồi. Trời, sướng dữ. Chúc mừng nha. Ừ thì cũng bình thường. Mọi người giờ thì cũng dễ chịu hơn nhiều rồi. Mà hai người tính mướn thêm đất ở đâu vậy? Bữa có nghe bên nhà Nam Khương cho mướn mấy công đất sát bờ sông. Anh hai qua hỏi thì ổng cho mướn giá rẻ. Thấy vợ chồng tao mừng ăn được, ổng mới hỏi có mướn thêm nữa không. Ổng còn vài công đất bên lộ cho mướn luôn. Ừ, được vậy cũng mừng. Tánh anh hai chịu thương chịu khó, làm chẳng mấy hồi mà thu lại đâu ha. Nè nè nè, mày đừng thấy tánh anh hai dễ thương mà thương thiệt nghe. Tao ghen chết bỏ đó. Bầu chồng tao không dễ thương chắc. Nhưng bây giờ mày bầu bì vậy hoài có làm được không? Mày đừng có lo. Con tao á, nó biết ba má cực khổ nên khỏe re à. Làm gấp mấy lần cũng không sao hết á. Thôi, mày làm rồi ráng nghỉ ngơi sớm đi. Tao về, mày cho tao gửi lời thăm ngoại nha. Ờ, tao sẽ nói lại với ngoại. Mà dạo này mày ốm quá nha. Ráng mập mập một chút chồng mới thương chứ. Bữa nào anh Đông về qua tao chơi nha. Nhất định rồi. Thôi tao về. Tưởng số nó sướng, ai dè.
Trời ơi, ngon quá. Chị. Hả? Gì? Chị lạ thiệt đó, đẹp dữ luôn á. Trời. Chị đã nói sẽ làm cho em tròn vo mắt rồi, em tin hả? Trời ơi, chị nói nghe, chỗ này là uy tín dữ lắm. Có người sửa xong đi ra là đẹp y chang như nàng đi chăn cung vậy đó. Trời. Ủa, lần này chị chỉ cắt mỗi cái mí mắt thôi hả? Ờ. Đẹp hẳn ra luôn đó nha. Chị á, chị mừng cái này trước, coi coi nó làm sao đã. Dạ. Nếu không á thì em thấy không, mắt chị to tròn hẳn ra, thấy không? Trời, ai nhìn vô cũng chết đứng hết trơn á. Trời, mà cũng mắc lắm đâu em. Chị cỡ có 1000 đô à. Trời, tính bằng tiền đô lận hả? Ừ. Trời, đâu có đáng nhiều đâu. Làm gì mà thấy ghê vậy? Có 3 tạ cá chứ nhiêu. Nhầm nhò gì? Nhà chị xuất thủy sản lớn mà, ai không biết. Trời ơi, có vài tạ cá thôi, không có nhầm nhò gì. Nhan sắc mới là quan trọng. Ừ. Thấy không? Chứ có của mà đẹp nữa thì cho thiên hạ nó dòm chơi. Chị, rồi chừng nào chị đi lên Sài Gòn nữa? Chị hả? À? Ờ, chị còn tính làm gì nữa không? Tính chứ. Trời, chị tính tháng sau nè. Em thấy không, môi chị nó hơi khô. Ừ. Đó, tháng sau chị lên, có cái dịch vụ làm cho môi căng mọng ra. Trời, chị thấy rồi. Trời ơi, mấy cái đứa kia môi miệng nó xấu ơi là xấu, mà nó làm sao cái môi nó đẹp chữ tình luôn em. Vậy hả? Trời ơi. Chị ơi, tháng sau cho em đi lên Sài Gòn coi với nha. Ừ. À, chị, có mấy cái dịch vụ mà làm cho mũi cao lên giống như là mấy cô đóng phim không chị? Trời ơi, có hết. Trời, em lên đó rồi em sẽ thấy liền hà. Dạ. Bởi vậy hèn chi con gái Sài Gòn nó đẹp dữ dội luôn em. Ừ. Mà đâu có dè, nó cắt nó bơm túa cái gáo trội à. Chị nói rồi, chỉ cần bỏ tiền vô là xong hết. Nhiều tiền sướng thiệt. Chứ sao em? Trời ơi, có vài 3 đồng bạc có đáng gì nhiêu đâu. Sao mà em cứ phải suy đi tính lại mấy cái chuyện này hoài vậy? Muốn á là làm, không có cần phải suy nghĩ gì hết trơn trọi á.